Chà, con em hay lòng thành kính xin quy Phật lòng kính gì đôi khi ông bị đấm măng sợ năng cái chứ ham bị con em hay lòng thành kính xin quy pháp lòng kính gì đôi khi ông sao lòng thành kính xin con em hay lòng thành Phật lòng thứ ba tạ thì nhằm bị đắc măng sở nó gạch chứ hàm bị con em hay lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba tạ thì nhằm bị sân thân sở nó gạch chứ hàm bị con em hay lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Bụt thằng sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật thằng sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật sang khang sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng đu ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì đu ti dầm bi thăm màng sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì dầm bi sang khăn sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì ta ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba ta ti dầm bi thăm màng sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba ta ti dầm bi sang khang sa ra nàng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba thì sa rằng nắp cái hạ đăng ni thị tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu A ma phàn tê dạ xin vâng bà na thi bà tam huệ là mạnh đi sẽ khó năng samadhi yami con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh à đinh na đa na vậy là mình đi sẽ khó bất đẳng tâm ma dạ mi con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trồm có cả mê su mi cha cha ra vậy là mình đi sẽ khó bất đẳng tâm ma dạ mi còn xem bao nhiêu điều học là quy tánh xa sự tà hạnh mục sa hoa đam vậy là mình đi sẽ không đang tham ma đi giam mi còn xem bao nhiêu điều học là quy tánh xa sự nói dối sura mê ra nhâm ma chập pa ma đắc tha nam vậy là mình đi sẽ không đang tham ma đi giam mi còn xin bao nhiêu điều học là quý chánh xa si dễ uống rượu và các chất say Ba na ti ba ta quê ra ni xích kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh a đình na đa na Quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca mê su mít cha cha ra Quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh mụ sa hoa đa Quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Sura mê ra ya mắt chấp ba ma đát tha na Quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say
Imani pancha sikabadani sadukang katuang apamadena nityakalang samarakthitappang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy bằng ngũ giới này tam bảo rồi, phải ra nguyện giữ hành theo cho là trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê dạ sinh vâng. Sì lê na su ca tinh yon tị, sì lê na phu ca sâm bạc đà, sì lê na ni phu tinh yon tị ta sư mai, sì lăng ủi sô thác dê. Thưa chúng sanh được sanh về cõi trời, cũng nhờ dữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì luật chưa được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thủ sa lành thai. Uta mạng về na hoàn đề hàng bà đa bằng sùm và rút ta mạng bút thể vô ca lý tổ đô so bút thô. Ma tu tăng ma măng con đem bạch lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần như chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng thâm mạnh chế đu vi thang quá rằng thâm mê vô khá li tô đồ sô thâm mô ma tu tăng ma măng con đem hoạt động thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng sang khanh cha đu vi đốt ta mang sang khề vô khá li tổ đồ sô sang khô khá ma tu tăng ma mang con đem hoạt động thành kính cúi đầu lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vui tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin dâng mít trở lại cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha anupavena sada suti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada suti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada suti Phật văn tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Số át thanh lạc thô xuất hiện tổ của rô nó hôn. Bồn tà xà xà nê a rô vô xuất hiện tổ hôi xà hạ xà bế nha tí quy xà an tà la tha xuất hiện tổ của rô nó hàm. Bồn tà xà xà nê a rô gà xuất hiện tổ hôi xà hạ xà bế nha tí quy tê an tà la tha xuất hiện tổ của rô nó hàm. Bồn tà xà xà nê a rô gà xuất hiện tổ hôi xà hạ xà bế thị nhà tị phiên. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả. Sa thủ lành thai, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Đóng vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hệ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui dài. Viên thuộc tranh cạn tay, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy thủ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cấm mang, cách tắp bằng kí ri văn. Ma ma ca dê na hoa cha ma na sa. Ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô ảnh thi dê chất sát ta
Asan ni no ka tang bun nha pha lang ma y hang sap bê pha ghi pha wan tu tê dê tang ka tang su vi đi tang đinh năng bun nha pha lang ma ya dê cha tang na ca nan tê đê hoa gánh tòa ni quê đa dùm sap bê lô cầm hi dê sap ta chi quan ta ha ra hê tu ca a nhuôn năng ma nhuôn nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa tí phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành nhiều hơn đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cũng trời đã lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý uống dung thanh nhàn chúng sanh thị hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng ca ra ni ya ma tha ku sa lê na yang tăng sang tăng ba đăng a phi sa mê ya sắc khổ u chu chư su chu chư su wa chu chạp sát mu đục na ti na ni san tu sa cô cha su pha ro cha ba kích cho cha san la hu ca vu ti san tin ri yo cha ni ba cô cha ba ga pho ku le so ananu git tho na cha phut đằng sa ma cha re kinh chi về na huynh nhô ba re o ba wa đầy dung su khi nô wa khê mi nô hòn tu sắp bê sắp ta phá hoàn tu su khi tắp ta dê kê chi bà na phu tắp thi ta sa hoa tha hoa ra hoa na hoa sê sa đi kha hoa dê ma hành ta hoa mạch chi ma ra sa ca anu ca thù la địch tha hoa dê hoa địch a đu rê qua anh tí a quy đu rê phụ ta qua xăm phá quê si qua mê sắc ta phá hoành tu su khi tắc ta na ba rồ ba rằng ni khúc bề tha nhà ti mình nhề tha cách tha chi nàng cành chi già rồ sa na ba tí kha sanh nhà nành nha mình nhạch sa đúc kha mít chày gia ma ta gia ta ni văn bút tăng a du sa e ca bút ta ma nu rắc khê e quam bi sắc ba phù tê su ma na sang pha qua về a ba ri ma na mét tình cha sắc ba lâu cách mình ma na sang pha qua về a ba ma na út thằng a thô cha tí ri dành cha a xăm ba thằng a quê rằng a sa bát tăng tích thằng cha rằng ni sinh nô hoa sa già nô hoa già quá tắc sa mi quy ra ta mít thô ê tăng sa tình a thích thầy giác rạm ma mê tăng quy hà rằng ý tha ma hô địch thình cha anu ba gầm ma si la hoa đạt sa nề na sâm bàn nô ca mê su quý này gia ghê thằng nay trà tu gấp pha xây dặn bu na rề tì tì yên qua ta mê buồn nhằn a sa quắc ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mic lại cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay ạ.
Nam mô Bụt Hà Nam mô Thamma Nam mô Sang Khà Chư tiên kính lễ chư tôn trên đất tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Mình chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Mình chào Sik Metta, Sik Vang Mộng, Đờ Hữu Tâm Hạnh, Sik Quyết Kỳ Diêm Nguyễn, Sik Kim và Sik Nguyễn Hằng. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 241. Trước khi bước vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Rất là nát tay giác sạ quân đà mi. Bụt thô ma hê sĩ a ra hằng tất thai gà tô lô cú tập mô sắp bà gà rù chết thắc cô lô ca sát sát thai chá nạ đầm mắc vô quý đồ quân đà mắc hành tầng ná ra phù chá này giác căng. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, chi năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô Bất Y Vô Yết Tát Sát Sát Thu Nô Lô Ca Nam Mạnh Thát Sa Vi Na Ca Rô Cô Sắp Bà Nhu Bút Thóc Bất Y Phù Tích Sanh Nhá Tô Hoàn Đà Mắc Hành Tầng Đã Ra Phù Cha Này Gia Cần Pháp Bảo Vi Anh Vàng Như Lai Soi Sáng Vẹt Mạng Của Mình Phá Tan Lâm Đạt Chúng Sinh Đại Diện Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng Còn Xin Đảnh Lễ Pháp Quang Đáng Cho Công Chúng nhân gian cũng vừa sân khu quý số thù số gắt ta sát sa quốc cô sát tha súc ta mù quốc ta thầm mắt sát khắc cô đa bất sân sa đi an na đa rù quá rù hoành đà mắt hành tầng na ra pù cha này giác cần tăng bảo thinh văn phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần sa lệ thể pháp phàm nhân ai bị con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường rất thành ách tây tề chê nó sẽ khà mê e tu quá tha nàng tha sa bi a nút pha về nó sẽ hạ sa em nó sẽ chặt tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô bụt hà gia phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong bây giờ quý vị nhìn vào bài học ha câu phật ngôn 241 bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích ý nghĩa của câu phật ngôn này quý vị thấy hôm nay cũng hơi trở ngại ha tức là sếp Như Quang bận công việc sếp Nhật Quỳnh thì cũng bận công việc bây giờ không có ai đưa bài vở lên thôi thì do khả năng của chúng ta làm được cái gì thì chúng ta cứ làm cái đó đi ha quý vị hãy nhìn lên đây một lần chúng tôi đưa lên hai câu này phân tích từ vựng và hai câu này sẽ bổ sung ý nghĩa cho nhau cái chữ đầu câu đầu tiên là asaccha yamala manta asaccha yamala manta asaccha yamala manta câu đầu tiên chúng ta thấy có hai từ ha Asaccha Yamala là một, rồi Manta là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của nhân từ này. Âm thanh của chúng tôi quý vị nghe rõ không? Lớn, nhỏ, to, vừa. Thì quý vị có thể khẳng định lại. Để rồi nói rằng nói lảm nhảm nghe không rõ. Hoặc là nhiều khi bị tạp âm. Này giống như khi nãy Sip Meta đang tụng kinh thì cũng có tiếng sang vào. Thì bây giờ quý vị có nghe rõ ha, Sip Meta nghe rõ.
Một người nghe rõ như vậy là được rồi ha. Rồi, cảm ơn cô tu nữ phúc hạnh. Chữ Asakṣa Yamala. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từ này. Asakṣa Yamala do ba từ. Cái từ đầu tiên là một phú định, chữ á ở phía trên. À, cái thứ hai là sách trà giá, sách trà giá, và chữ thứ ba là mắt, là chữ sách trà giá. Sách trà giá nó là một danh từ nam tính ha, ác ranh tháp phung đinh giá. Nhưng mà chữ sách trà giá này có nghĩa là học tập, học tập. Nhưng mà có chữ á phía trước có nghĩa là không học tập, không tụng đọc, không tụng đọc, không học tập. Đó là chữ asat chà ya. Ví dụ như trong đạo tràng của chúng ta, nhiều vị lên đưa tay đọc tụng thì đó là sách chà ya. Còn người mà không đưa tay vì hoàn cảnh, vì máy móc này kia, vô chỉ mà nghe thôi thì gọi là asaccha ya. Như vậy chữ sách cha ya là tụng đọc, mà có chữ á là không tụng đọc. Có nghĩa là đạo tràng chúng ta có người đưa tay lên cầm micro tụng đọc thì gọi là sách cha ya. Còn những vị khác vì hoàn cảnh bận công việc hoặc là máy móc thất bại sau đó mà chỉ nghe thôi, không đưa tay lên để mà tụng đọc thì gọi là asakṣa ya. Rồi, hôm nay thì không có ai ghi chép, cho nên chúng tôi nó hơi nhiều tí ha, nhiều chuyện chút. Rồi, theo cái chữ ma la ở phía sau. Chữ ma la do cái từ ma la. Mala là một danh từ trung tính ha, ác lên tới nó cùng sắc và linh ga. Mala chúng ta đã học rồi, đó có nghĩa là cấu uế vết nhơ, cấu uế vết nhơ. Nhưng mà đây chữ Mala nó đứng làm chủ từ, đứng làm chủ từ. Chủ từ mà hình thức chủ từ số nhiều chứ không phải chủ từ. Có nghĩa là những vết nhơ. Chữ ma la nó biến thành ma la ba tham ma và hu quá chân áo vị pháp tí. Thì ở đây chữ ma la có nghĩa là nhiều vết nhơ, nhiều cấu uế. Vậy thì câu đầu tiên này, asat chà yama la man ta. Còn chữ man ta sao nữa chứ? Man ta do cái từ man ta. Man ta là một danh từ nam tính, akranta phun linh ga. Mình ta ở đây được đứng làm chủ cách số nhiều, tức là bà tham á bà hú quá chá na quỳ pháp tí. Cho nên mình ta biến thành mình ta là các chú thuật, các chú thuật. Vậy thì cái câu đầu tiên này ha, Asat cha yamala manta, Asat cha yamala manta. Câu đầu tiên này cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? Các chú thuật có sự không tụng đọc là vết nhơ. Các chú thuật có sự không tụng đọc là vết nhơ. Đó là ý nghĩa câu đầu tiên ha. Asat cha yamala manta. Trong câu đầu tiên này quý vị thấy có gì rắc rối không? Bởi vì không có ghi chép cho nên chắc chắn rằng hơi khó hiểu một tí. Nhưng mà chỗ nào quý vị không hiểu thì chúng ta có thể đưa tay lên. Asat cha yamala manta, các du thuật có sự không tụng đọc là vết nhơ. Nghĩa là
Văn ôn thì võ luyện, ý nghĩa câu này, văn thì phải ôn, võ thì phải luyện. Chú thuật mà không tụng đọc quá thì nó làm cho con người phiền não, khi đụng chuyện nó không linh. Nhưng đọc, đọc tụng thường á thì khi mình đem ra sử dụng nó mới linh. Cũng giống như người ta nói nuôi nuôi lính 3 năm mà chỉ sử dụng có 1 giờ quân lời nào nó cũng ăn hết á, cũng phải tập luyện hết á, nhưng mà ra chiến trường chỉ có 1 giờ thôi, thắng hay thua là cái giờ phút đó quan trọng. Cũng giống như các cái chú thuật mình không tụng đọc thường xuyên á thì khi đụng chuyện á nó đem lại phiền não cho mình, tức là chú thuật nó không có linh. Vậy nên câu nói rằng ở sách cha dâm la mình ta, các chú thuật có sự không tụng đọc là phải nhờ. Là bây giờ qua câu số 2, anuttha namala khara, anuttha namala khara, anuttha namala khana khara. Câu số 2 chúng ta cũng thấy có hai từ ha, anuttha namala là một, khara là hai. Anuttha namala ở đây chúng ta thấy có hai từ, anuttana là một, ma là cái chữ anuttha. Chúng ta thấy phía trước nó có một tiếp đầu ngữ anh, tiếp đầu ngữ anh này nói lên ý nghĩa phủ định, có nghĩa là không. Mà thật sự của chữ anuttana là do cái từ uttana, uttana nó là một danh từ trung tính, akrantana pum sakalinga, và chữ uttana này do cái căn ngữ tha, tha một tí, tức là căn ngữ đứng, động từ đứng. Thì chữ uttana ở đây có nghĩa là việc đứng dậy, việc siêng năng, việc đã đứng dậy, việc siêng năng. Nhưng mà có chữ anuttana ở phía trước, có chữ anh ở phía trước, có nghĩa là việc không đứng dậy, việc không siêng năng, việc không đứng dậy, việc không siêng năng. Rồi thêm cái chữ mala, mala ở phía sau, mala, mala đó có nghĩa là cấu quế vết nhơ, cấu quế vết nhơ, nó cũng giống như cái câu đầu tiên hả. Vậy thì câu số 2 này, anuttha namala khara, anuttha namala khara. Thêm cái chữ khara phía sau này chứ, chữ khara do cái từ khara, khara là một danh từ trung tính, akranta napum sakalinga. Chữ khara này được chia theo chủ từ số nhiều, bathama bahu vachana vipatti, cho nên chữ khara nó biến thành khara. Khara có nghĩa là những ngôi nhà, các ngôi nhà, nhiều cái nhà. Và câu số 2 cho chúng ta ý nghĩa thế nào, anuttha namala khara, các ngôi nhà có sự không người ở là vết nhơ. Thì anuttha namala tức là không có người ở là vết nhơ. Đúng rồi, nhan tàn khóa lạnh không ai săn sóc thì ruồi muỗi nhện rắn chuột nó ở, nhà mà không có người thì đó là cái nhà ma rồi ha.
đó cũng là việc nhờ theo ý nghĩa câu này, tức là anuttha namala khara, các ngôi nhà có sự không người ở là việc nhờ. Đó là ý nghĩa câu số 2. Vậy thì câu số 1, câu số 2, hai câu này bổ sung cho nhau ha. Satcha yamala manta anuttha namala khara. Asatya yamala manta anuttha namala khara. Hai câu này cho ta ý nghĩa bổ sung cho nhau là các chú thuật có sự không tụng đọc là vết nhơ, các ngôi nhà có sự không người ở là vết nhơ. À, như vậy thì chúng ta thấy vết nhơ chữ mala ở phía sau ha, nó nói lên cái gì? Nó nói lên là chú thuật, nói lên là nhà cửa. À, chú thuật nhà cửa mà nếu mà không có người săn sóc, không có người ở thì đó là những cái vết nhơ, đó là những phiền não. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3, câu 4 ha. Alo, không có người ghi chép cho nên quý vị thấy hơi nghe hơi lảm nhảm một tí. Không sao, bây giờ qua câu số 3, số 3. Ma lăng quan na sa ko sat chăng. Ma lăng quan na sa ko sat chăng. Ma lăng quan na sa ko sat chăng. Câu số 3 có 3 từ. Ma lăng là một, quan na sa là hai. Rồi cô sat chăng là ba. Chữ ma lăng do cái từ ma la, do từ ma la có nghĩa là vết nhơ, phiền não, tấu uế ha. Nó cũng giống như hai cái chữ trên, chữ ma la ở đây ma lăng thì nó chia theo đối cách ha, đối thị gia vừa phát tiết có quá trình. Cho nên chữ ma la biến thành ma lăng. Rồi từ thứ hai, quan nasa. Quan na sa do cái từ quan na. Quan na là một danh từ nam tính, ác ranh tá phun linh ga. Và chữ quan na này được chia theo sở hữu cách số ít, tức là chát thi quy phát ti e ca qua trình a. Cho nên chữ quan na biến thành quan na sa. Quan na sa là của sắc đẹp. À, quan na là sắc đẹp. Nhưng mà cách chia thứ sáu là sở hữu cách, cho nên quan na sa có nghĩa là của sắc đẹp. Rồi, của sắc đẹp cái gì nữa? Cô sắc chăng. Cô sắc chăng do cái từ cô sắc cha. Cô sắc cha nó là một danh từ trung tính, ác ranh tháp phung linh, nắp phung sắc và linh ga. Chữ cô sắc cha ở đây được chia theo đối cách số ít. À, có nghĩa là đu tì giao, vì pháp tì e, có quá trình á. Cô sách giá biến thành cô sách chân. Cô sách chân là cái việc biến nhát, việc lười biếng, việc dễ vui, việc phóng dật. À, cô sách giá. Vậy thì ma lăng quanh nát sắc cô sách chân cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Biến nhát là vết nhơ của sắc đẹp. Biến nhát là vết nhơ của sắc đẹp. À, với cái thể thơ năm chữ, ngài hòa thượng dịch là biến nhát làm nhơ sắc. À, làm nhơ sắc, mà sắc ở đây tức là sắc đẹp ha, chứ không phải là sắc động chì kém đâu ha. Rồi như vậy là câu số 3. À, quý vị thấy có gì rắc rối không? Niềm ru. Niềm ru thì qua câu số 4. Ba ma đồ kha tồ ma lăng. Ba ma đồ rắc kha tồ ma lăng. Ba ma đồ rắc kha tồ ma lăng. Câu số 4 chúng ta câu 3 từ. Ba ma đồ là một, rắc
Tô là hai, Mã Lăng là ba. Chữ Ba Ma Đô do cái từ Ba Ma Đa. Ba Ma Đa là một danh từ nam tính, Ác Ranh Tắc Phung Linh Gá. Và chữ Ba Ma Đa này nó đứng làm chủ từ cho cái câu này. À, chủ từ tức là Bạch Tha Ma Ekavachana Vipatti Ba Ma Đa biến thành Ba Ma Đô. Ba Ma Đô là sự sao lãng, sự buông lung, sự phóng dật. Sự sao lãng, sự buông lung, sự phóng dật. Rồi, xong cái từ Ba Ma Đô ha. Bây giờ tới chữ Rắc Khá Tô. Rắc Khá Tô do cái động từ Rắc Khá Tí. Nhưng mà ở đây Rắc Khá Tô nó là một cái hiện tại phân từ, một hiện tại phân từ nam tính. Và chữ Rắc Khá Tô này nó được chia theo cái gì đây? Alo, Rắc Khá Tô cái động từ này chia theo cái gì đây? Sĩ Kim ơi, học mấy vị thầy nước ngoài chắc chắn là coi như chỗ này nắm rõ ha. Đây là cái chữ Rắc Khá Tô, nó là một động từ nha. Rồi chia trên chia theo các gì? Bát tha ma hả? Giải thích làm sao gọi là bát tha ma? Dạ con xin chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con chưa có học nhiều, con không biết, nhưng mà về mấy cái này thì con biết. Rakkhato là do cái chữ Rakkhati là danh từ, là nó chia theo, nó đứng AT là nó chia theo động, chia theo số số ít mà thứ ba, ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba của trong văn phạm Pali là ngôi thứ nhất của trong tiếng Anh. Dạ tại thầy con dạy tận tiếng Anh rồi nó bắt nguồn từ chữ rắc, thành ra nó rắc khá tô thì á, chứ cái nó cuối với chữ tô á, nó không phải là chữ tí, chữ chữ tí tại nó do động từ rắc, mà rắc khá tí là nó chia theo ngôi thứ ba của trong văn phạm Pali, tức là ngôi thứ nhất của trong tiếng Anh, tức là hắn ta nó đó. Thì trong đây con nghĩ rằng nó là nó là giống, nó là nam tính, Pulinga Pathama Vipatti Ekavachana, nó chia theo chủ, nó làm chủ từ trong đây và số ít. À con nghĩ vậy, tại cái máy con đánh phải chuyển qua văn văn Pali rồi nó nhảy vào tiếng Anh, đánh nó cứ nó không đủ, nó cứ sửa chữ lên sai, là con nói cho nó rõ hơn. Và con nghĩ rằng nó là chia theo chủ cách, nó đứng là chủ cách. Nên hai cái Pamado Rakkhato thì cái Rakkhato nó làm chủ cách hơn, nó làm chủ cách đối với chữ Pamado, tại hai chữ lận thì con nghĩ rằng chọn cái chữ Rakkhato thì tốt hơn, tại vì chữ Pamado nó cũng là chủ cách luôn, thành ra chỉ chọn trong một hai cái thôi, hai hai chữ Pamado và Rakkhato nó đều là Pathamavipatti Ekavachana hết. Dạ Rakkhati là động từ, nhưng nó Rakkhati là động từ, là từ cái động từ đó, nhưng mà trong đây là nó là Rakkhato, thì nó phải lấy từ cái chữ chánh của nó đó, thì cái đó là con nghĩ rằng nó là Pathamavipatti, tí tại vì nó là động từ mà trên nó động từ thì khỏi chia, nếu mà sư nói là từ thì nó phải theo chữ Rakkhati, mà trong đây nó không đề Rakkhati, nó chỉ là Rakkhato. Cái đó là trong động từ nó chỉ là ATI hay là ATE hay là NTI hay là tha hay là ama, chứ không có chữ 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 ato. Dạ thì con chỉ nghĩ rằng thì động từ qua danh từ là chuyện thường của bên tiếng Pali cũng như bên tiếng Anh, thì theo sự theo cái sự học của con thì con nghĩ rằng vậy đó, thì con xin trả máy ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Rakkhato, động từ của nó là rakkhati, số ít, rakkhanti là số nhiều. Nhưng mà ở đây rakkhato nó cũng là một động từ, nhưng mà hiện tại phân từ của chữ rakkhati. Mà ở trong này thì nó rakkhato, nó là một hiện tại phân từ nam tính ha. Nhưng mà được chia theo sở hữu các số ít. Nếu mà chia theo sở hữu các số ít ấy, thì nó phải là rakkhasa, rakkhasa ma lăng. Nhưng mà đây rakkhato theo Sikkim kim nói, cái chia thứ nhất làm chủ từ, mà chủ từ thì có chữ bamado rồi. Thắc mắc là cái vấn đề rakkhato nói rằng cách chia thứ sáu, tức là sát thi vị pháp thi câu quá trình a. Của học văn phạm này học ở dưới miền Tây của người Khmer, mà bây giờ lâu quá thành nó khờ mẹ rồi, quên rồi bà con ơi. Cho nên thấy chỗ này rắc rối mới hỏi quý vị. Quý vị đi. Thôi chúng ta hiểu là như vậy đi ha. Rồi thắc mắc bữa nào coi như gặp ngài Điều Tông hoặc những cái vị khác chúng ta thắc mắc. Gia đây rất là tô nó mang cái ý nghĩa là của người đang canh gác, mà của người đang canh gác có nghĩa là cách chia thứ sáu sở hữu cách, mà sở hữu cách mà cái cách chia của sở hữu cách thì ở đây quý vị thấy rằng số ít nó là asa, mà số nhiều nó là a năng. Số ít của nó là asa thì chỗ này rất khá xa, thì cái của người đang canh gác nó chính xác ha. Còn rất khá tô chỗ này là thấy là khờ mẹ rồi chứ không phải khờ mẹ rồi, quên hết rồi đó, quý vị thông cảm ha. Thì cái câu số 3 này cuối cùng này Bamado rất khá tô má lăng ha, ý nghĩa là chữ Bamado là sự sao lãng, sự buông lung. Rakkhato là của người đang canh gác, và mã lăng là vết nhơ, vết nhơ. Vậy thì Bamado Rakkhato mã lăng, sự sao lãng là vết nhơ của người đang canh gác, sự sao lãng là vết nhơ của người đang canh gác. Bởi vì ở đây dùng cái từ của người đang canh gác Rakkhato thì nó thuộc về sở hữu cắt rồi, sở thuộc cắt rồi, chứ không phải nó đứng làm chủ cắt. Cái chỗ này Sikkim nghiên cứu lại dùm ha. Rồi cái gì alo alo cho bà con rõ chỗ này nha. Vậy thì bây giờ ôn lại câu số 3 và câu số 4. Ma lăng quanh nát sắc cô sách chân bá ma đô rắc tha tô ma lăng. Ma lăng quanh nát sắc cô sách chẳng ba ma đồ rắc kha tô ma lăng. Hai câu này tiếng nhát là vết nhơ của sự sắc đẹp, sự sao lãng là vết nhơ của người đang canh gác. Như vậy thì ý nghĩa câu Phật ngôn 241 về từ vựng chúng tôi cũng đã trình bày xong, có một chỗ hơi rắc rối quý vị nghiên cứu giùm ha. Tức là chữ rắc kha tô quý vị nghiên cứu dùm lại chữ đó trong sách, và ý nghĩa của cái chữ Rakkhato có nghĩa là của người đang canh gác, mà của người đang canh gác thì nó thuộc về sở thuộc cách hay là sở hữu cách, cách chia thứ sáu ha, chứ không phải như Sĩ Kim nói là bạch ma là chủ từ. Điểm này nghiên cứu lại nha. Rồi xin kiếm cái ý kiến này ha. Rồi xin mời. Con xin thưa sư Chí Đức, con nói hai chiều tùy theo sơ sư ấy thôi, tại vì cái trong tiếng Pali á thì cái động từ nó đứng trước, nó đứng sau chứ quên, thành ra trong cái câu này nếu mà sư dịch giống vậy nè, sư nếu mà sư lấy cái chữ Pamado á là chủ từ
mà sư lấy chữ rakkhato á, mà sư cho nó động từ, thì động từ thì sư đâu có cần nó là cái gì thì nó động từ, chứ chỉ biết đó là số ít thôi, động từ theo chia theo cách thứ 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 tự số 3 đó là số ít, thì sư phải dịch ra giống vậy nè. Là sự sự sao lãng, cái sự sao lãng canh gác, nếu mà động từ sự là vết nhơ, là vết nhơ, sự sao lãng là vết nhơ, người canh gác, cái sự canh gác, nếu mà sư nói động từ sự canh gác sao lãng là vết nhơ thì đúng hơn, chứ nó đâu có của đâu. Tại tiếng Việt Nam dịch cho của này của kia theo cái lối dịch Việt Nam thôi, chứ trong đây nó không có gì là chấp tài thí hay về sở hữu cách trong đây hết. Tức là phải sư phải chọn cái nếu mà chữ mà rakkhato là động từ á, thì sư đâu cần phải biết nó là cách thứ chủ, nó là chủ từ hay tốt từ đó, nó động từ là động từ thôi, đó là canh gác, canh gác, canh gác, sao lãng là vết nhơ, canh canh không không sao lãng trong cái sự canh gác á, là vết nhơ thì nó đúng hơn. Thì phóng huế người canh là cái người mà canh gác mà họ không có sao sao là, mà họ không có, nó phóng dật á, nó dọn này dọn kia, nó không chăm chú vô thì nó làm cái vết nhơ, là vết nhơ của người canh, tức là có trộm có dộ gì á mà người mà nó canh làm gì mà để cho những chuyện xấu xảy ra, có biến cố là ăn cắp ăn trộm đánh lộn đánh lạo gì đó mà nó không biết. Thầy con nghĩ là như vậy, ý của câu này là như vậy, chứ chữ rất thật mà nó động từ rồi đâu có cần phải chia chia nó là cách gì đâu. Hai cái trong cái câu này, nếu mà hai cái động từ á, hai cái chủ từ nó đều ở đô ma đô a thô vậy đó thì nó không đúng. Con nghĩ vậy thôi, có gì ngày mai con đi hỏi ông thầy tiếng Pali thôi, con chỉ học mới có mấy tuần của ổng thôi mà. Con xin, con có sai thì xin xin sửa, con xin trả máy lại. Alo, 123, 123, Bamado, Rakkhato, Malang. Bamado là chủ từ rồi ha. Rakkhato, nó không phải là chủ từ, mà nó là một hiện tại phân từ. Một hiện tại phân từ. Nó nằm ở trong cách giới thứ sáu, tức là Sati, Vipassati, Ekavachana. Phân vật, vật. Rồi ma lăng ai là cấu uế, không vật hay là cấu uế ở đây là do của cái người mà canh giữ đó, cái người canh gác đó, do cái động từ rất là thi, nhưng mà thật thi ở đây nó không còn động từ nữa, mà nó là một hiện tại phân từ nam tính, nó đi qua rất là tù. Nếu mà cái động từ thì khác. Nhưng mà nay nay nó là một hiện tại phân từ, mà cái cách chia của nó thì nằm trong cách chia thứ sáu, Chathi Vipassati Ekavachana. Nhưng mà trong cái Chathi này á thì nó là Asa Rakhasa. Tại sao mà Rakkhato đi hỏi dùm thầy đó đi, cho bây giờ chúng ta dịch thế này dịch thế kia thì thành ra mất dịch luôn. Chỗ nào dở, chỗ nào yếu thì mình phải học thêm. Đi hỏi giùm nghe sĩ kim, rồi như vậy chúng ta thông qua đi. Cái mục đích á, học những cái câu này không phải là chúng ta hơn thua, mà học để chúng ta lấy cái ý lời Phật dạy, bởi vì Đức Phật đâu có dạy chúng ta đâu. Đức Phật dạy cho một người nào đó có duyên, cho nên ngài nói ra là người ta hiểu liền. Lô lú đà dạ, lô lú đà dí, dạy cho một vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo đó có cái gì, cho nên Đức Phật nói câu này ra là cái vị đó hiểu liền, còn mình đâu phải là cái ông đó, cho nên hồi nãy giờ bàn cãi như vậy. Nhưng mà chúng ta hãy lấy cái ý này để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta được an vui, đó là mục đích chính, chứ không phải là trên cái ngữ nghĩa, trên danh từ. Rồi trở lại vấn đề, câu Phật ngôn 241 cho chúng ta một cái ý nghĩa. Các chú thuật có sự không tụng đọc là biết nhờ,
các ngôi nhà với câu Phật ngôn 241. Vậy thì cái câu đầu tiên, Asaccha Yamala Mantha, Asaccha Yamala Mantha, Asaccha Yamala Mantha. Quý vị thấy cái câu này có bao nhiêu âm từ? Alo. Có bao nhiêu âm từ? Sự kiện là tám. Có phải không bà con? Sự sáng hả? Sự sáng hả? Cũng tham gia chiến đấu hành dữ dội lắm à. Sự sáng hả? Trong này cũng bình tĩnh mà run à. Buổi sáng là thấy cũng lành lạnh rồi. Chắc ngồi đó là rét dữ rồi. Ai ông cao thức dậy sớm vậy là cái thằng của Sĩ Xu Khá là tuyệt vời, tinh tấn tốt. Có tám âm từ trong câu số 1 ha. A là một, sách là hai, cha là ba, giá là bốn, má là năm, la là sáu, manh là bảy và ta là tám. Chính xác. Câu đầu tiên có tất cả là tám âm từ. Trong tám âm từ này, quý vị thấy có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Chị Kim nói năm ha. Chị Kim nói có năm trường âm. Bà con thấy có đúng không? Nếu mà đúng là bắt chước, còn còn thấy chát lên bảy mà cũng bắt chước theo nữa là thấy bị hố, bị gài bẫy á nghe. Chiếc kim này hay chọc quê bà con lắm á, chát lên một một lần là người ta biết rồi, chát lên hai lần đập vô mắt người ta để cho người ta tưởng là chiếc kim giỏi lắm, bắt chước. Bắt chước theo là thua luôn á. Sư Sư cũng đếm kỹ, nói rằng có năm trường âm trong câu này. Asaccha Yamala Mantha ha. Chữ sách là một này, chữ cha là hai này, chữ la là ba, chữ manh là bốn và chữ ta nữa là năm. Như vậy là đúng chứ không phải sai nghe. Tức là câu số 1 này có năm trường âm trong đó. Có năm trường âm trong câu số 1 ha. Quý vị kìa,
thấy rằng Sikkim và Sikha chính xác tìm ra năm trường âm trong câu số 1. Vậy thì trong câu số 1 này ha, có năm trường âm, nhưng mà năm trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Bây giờ đưa lên từng câu vậy cho dễ đấy, dễ tính. Asaccha Yamala Manta nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Kem Sisoka nó nằm trong hai loại trường âm, có đúng vậy không? Bây giờ chúng ta đi vô chi tiết để coi thử trong hai loại trường âm đó có bao nhiêu trường âm thông thường, có bao nhiêu trường âm thông thường. Câu số 1, Sikkim nó 3, Sisuka cũng nó trường âm thông thường. Câu số 1 là chữ cha, chữ la, chữ ta. Wow, nghe kỳ quá ha. Cha la ta, cha la ta. Rồi, như vậy đó là ba trường âm thông thường ha. Vậy thì coi như trường âm nhấn câu số 1 này bao nhiêu trường âm nhấn nè, trường âm thông thường tìm ra rồi, trường âm nhấn thì có bao nhiêu đây? Câu đầu tiên, bây giờ sư Dung Nguyễn cũng tham gia chiến đấu nè. Nếu mà nói về trường âm nhấn thì buộc dễ quá, cho nên sư Dung Nguyễn hồi nãy giờ do dự không biết sao, bây giờ tham gia thử coi đúng hay sai, hay xui phải không? Để tin trường âm nhấn là chữ sách là một nè, chữ manh là hai nè, chính xác rồi, rõ ràng chính xác rồi. Câu số 1 là câu mà có hai loại trường âm, tức là trường âm thông thường là chữ chữ cha, chữ la, chữ ma, và trường âm nhấn là chữ sách và chữ manh. Như vậy là còn lại ba đoạn âm ha, chữ á này, chữ giá nè, chữ má nè, đó. Một câu có 8 âm từ thì 5 trường âm thì còn lại 3 đoạn âm, rõ ràng phải không? Bây giờ câu số 2, Anuttha Namala Khara, Anuttha Namala Khara, Anuttha Namala Khara. Câu số 2 có bao nhiêu trường âm nhấn? Sikkim, Sisuka, Sijung Nguyễn nó một trường âm nhấn, đó là chữ nốt. Chữ nốt là một trường âm nhấn, chính xác. Bao nhiêu trường âm đọc theo dòng nguyên âm? Nghe nói trường âm đọc theo dòng nguyên âm là cho ăn hụt dịch không hả? Cái nghe là không có. Và trường âm thông thường thì bao nhiêu đây? Câu số 2, trường âm thông thường quý vị nó có 3 ha. Chữ tha một này, chữ la là hai, chữ ra là ba, chính xác. Suýt mấy ta học vô trễ quá, người ta đã làm ra đáp số hết rồi, suýt mấy ta mới tham gia để tổng kết ha. Rồi như vậy là cái câu số 2, Anuttha Namala Khara, quý vị cũng đã giải quyết xong. Và hai câu này sẽ liên lạc với nhau ha. Khi mà chúng ta phân tích xong giọng đọc của chúng ta nói về trường âm và đoạn âm, thì bây giờ chúng ta phải đọc lại. Asaccha Yamala Manta Anuttha Namala Khata, Asaccha Yamala Manta Anuttha Namala Khata, Asaccha Yamala Manta Anuttha Thà Namala Khara. Câu 1, câu 2, còn ai thắc mắc gì không? Tức là câu 1, câu 2, có chỗ nào mà quý vị cảm thấy
chữ điển khó quá vậy à? Thì bây giờ quý vị thấy chỗ nào khó, chỗ nào thắc mắc á, thì quý vị cứ hỏi. Còn nếu quý vị không hỏi là từ cái khó này nó chồng chất cái khó kia rồi, quý vị nên là tiến tới không thấy mà đi thụt lùi à, đó là cái khổ ha. Thụt lùi là do quý vị thôi nha. Bây giờ qua câu số 3. Ma lăng quanh na sa cô sách chăng, ma lăng quanh na sa cô sách chăng, ma lăng quanh na sa cô sách chăng. Câu số 3. Có bao nhiêu loại trường âm? Câu số 3 này có bao nhiêu loại trường âm? Wow, sư chung chẳng hạn. Ô, sa thú đạo hữu tâm hạnh, trời ơi, cái chữ này nó đẹp hơn cái chữ đuôi than của tôi nè. À, đưa lên đen thui, vậy là hàng gì không ai tham gia. Mà chát lên sau cùng mà người ta đã tham gia trước nữa. Trời ơi, sung sướng thiệt. À, với cái màu này, quý vị rõ ràng hơn ha. Ma lăng quanh na sa cô sa chằng. Hỏi rằng cái câu này có bao nhiêu loại trường âm? Thì Sít Kim, Sít Mê Ta, Sít Dung Nguyễn, Sít Su Kha nó có ba loại trường âm. Ai còn nghi ngờ nghe. Bây giờ phải đi vô chi tiết mới coi đúng hay là sai. Bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? À, cũng là Sít Kim, Sít Mê Ta, Sít Su Kha, Sít Dung Nguyễn nó có một. À, một trường âm thông thường đó chính là chữ cô. À, cô là trường âm thông thường ha. Chính xác. Bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? À, Sít Mê Ta, Sít Kim, Sít Su Kha, Sít Dương Nguyễn nó là tứ ba trường âm nhấn, dữ chưa? À, đó chính là chữ quanh, chữ nát và chữ sắp. Chữ quanh, chữ nát và chữ sắp, đó là ba trường âm nhấn. Vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm có bao nhiêu? Quá, sư số cá làm lẽ quá. Nói rằng có hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Làm sư chung cái chạy theo bốc mệt à. Đó chính là chữ lăng và chữ chăng ha, lăng và chữ chăng đó là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3. Câu số 3 là một câu đặc biệt ha, có đầy đủ ba loại trường âm. À, sử dụng người ăn thay cũng hơi rối rối cho nên chậm thua người ta một tí, không sao. Bây giờ sử dụng Nguyễn giả đò ha, đưa tay lên phân tích câu số 3 này để cho bà con biết rằng ô, tôi thấy rõ vậy chứ tôi không bắt chước người ta ha. Rồi xin mời sư Dung Nguyễn nha. À, dạ con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính chào cô Tu Lợi Phúc Hạnh. Dạ con kính chào các cô chú anh chị em trong đạo tràng ạ. Dạ con xin phép phân tích câu số 3. Dạ con cảm ơn cô Meta cho con, cô Kim cho con biết tín hiệu ạ. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bốc bài. Ma lăng quang nát sắc cô sắc chằng, ma lăng quang nát sắc cô sắc chằng, ma lăng quang nát sắc cô sắc chằng. Dạ má là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quang là trường âm nhấn, ná là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, sắc là trường âm nhấn và dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy trong câu này có ba loại trường âm, đó là trường âm thông thường đó là chữ cô, trường âm đọc theo giọng nguyên âm đó là chữ lăng và chữ trăng, trường âm nhấn thì có chữ quăng, chữ nát và chữ sắc. Dạ còn lại là đoạn âm. Dạ con đã phân tích xong rồi ạ, con kính dâng mic đến cho đại trang ạ.
Dạ con có sai chị, con kính mong sư sửa chỉnh sửa giúp cho con. Dạ cảm ơn cô Kim, cô Mita, cô Xúc Cá tặng mông cho con. Dạ con dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thủ sử dụng nguyện ha, vậy là thực tại chứ đâu có tham có bi bất chấp người ta đâu, nên con thích rõ ràng sẽ số cá này sẽ mấy ta tặng hoa rất là đẹp. Ai ngờ sẽ kiếm biết mấy cái trái này trái gì, có trái cà na trong đó không biết nữa, thấy đang đen đen thấy là cái trái này mà nó nổ cái là thấy mệt lắm đó nha. Tặng bông người ta thì người qua nghĩ rồi à, tặng chi mà ba cái trái cây mà thấy ghê quá, cái trái này đang đen đen giống trái lựu đạn nữa, mệt quá. Rồi sa tu sẽ dùng nguyện à, rõ ràng âm thanh tốt, phân tích rõ ràng chính xác. Như vậy câu số 3 là một câu có đầy đủ ba loại trường âm ha, ba loại trường âm thông thường là chữ cô, trường âm nhấn là chữ quanh, chữ nát và chữ sắt, trường âm đọc theo dạng nguyên âm là chữ lăng và chữ chăng. Rồi xà tu bây giờ câu cuối cùng, ba ma đô rắc kha tô ma lăng, ba ma đô rắc kha tô ma lăng, ba ma đô rắc kha tô ma lăng. À huynh minh tâm ơi, vô ngồi im ru à. Quên minh tâm lên phân tích câu số 3 cho người ta biết rằng nam nhi chi chí sao chứ, ai cũng tham gia toàn là nữ không mà huynh ngồi im như vậy là mất mặt nam nhi không được, mời huynh. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Dạ trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư trí đức. Dạ kính của Phật tử, con xin phân tích đoạn 4 ạ. Ba ma đồ rắc kha tô ma lăng, ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đô là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, trong bốn này có đủ hết ba loại trường âm, nhà trong đó trường âm thông thường là ma đô tô và trường âm nhấn là rắc và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là lăng, còn lại là bá khá má là ba đoạn âm. Nhà con đã phân tích xong, nhà con xin lao xuống. À, sa thủ huynh minh tâm ha, hẹn cho huynh minh tâm á, lúc này bông hoa là đẹp chứ thêm mấy trái như hồi nãy nữa là chắc huynh minh tâm bỏ chạy luôn á. À, sa thủ rất là chính xác. À, câu số 4 này cũng có đầy đủ ba loại trường âm ha, giống như câu số 3. À, trường âm thông thường là chữ ma, chữ đô, chữ tô. Trường âm nhấn là chữ rắc và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ lăng. À, như vậy thì câu số 4 huynh minh tâm rất là tuyệt vời ha. Đi chơi lâu lâu về vẫn còn nhớ chứ đâu phải là quên hết trơn đâu ha. À, vẫn là cái căn bản ha. Rồi xà thủ. À, vậy thì câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong, ngài dòng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Ma lăng quanh na sa cô sát chằng ba ma đô rắc kha tô ma lăng, ma lăng quanh na sa cô sát chằng ba ma đô rắc kha tô ma lăng, ma lăng quanh na sa cô sát chằng ba ma đô rắc kha tô ma lăng. Rồi hai câu này có ai thắc mắc gì không? À, quý vị thắc mắc cứ đưa tay nghe, bởi vì học rồi phải hỏi, còn nếu mà không hỏi bí mà ghi cho qua luôn là bí luôn, à, không có tiến bộ, quý vị thông cảm nha. Rồi cái gì thắc mắc không?
cái này dễ quá mà. Nội sẽ kem không mà lên trái cây mà đem lên một chùm thì thấy ta mê luôn, là như vậy nó còn thắc mắc gì nữa. À, có công mà có quả ha, bởi vì thầy thấy có công có quả, sĩ kim tặng nhiều quả, quả quả gì, quả nho hả, quả dâu ha, quả bom mà quả gì ở sau này thôi thua, mấy cái quả đó mà đụng vô là thấy dễ bị ăn đòn lắm. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới nha, phân tích rồi, biết ha, biết là cái trái hòa bình ha. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại ha. Asat chay yamala manta anutha namala khara malang wan asako sat chang bama do rakato malang. Asat chay yamala manta anutha namala khara malang wan asako sat chang bama do rakato Tha Tù Ma Lăng. Đó là đọc một hơi, còn quý vị đọc hai hơi đi cho nó dễ, tức là dừng lại câu số 2 ha. Asat cha yamala manta anutha namala khara malang vannasako sat chang bama do rak Tha Tù Ma Lăng. À, đọc lại lần nữa ha. Asat cha yamala manta anutha namala khara malang vanna sakosat chang bama do rakkhato malang. Không tụng làm nhớ kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng dật quê người trần. À, quý vị chú ý đừng có dừng lại chữ manta, đừng có dừng lại cô sát thằng, mà quý vị hãy dừng lại chữ khác ra. Bởi vì khi mà quý vị bổ sung ý nghĩa mạch đạt xúc tích, còn mà đọc chúng ta dừng lại từng câu đó, cái đó gọi là chúng ta tập đọc chứ không phải là tụng. À, chúng ta tụng tức là phải hai câu liền lạc, còn chúng ta đọc quá thì phải sao cho nghe cho nó được chứ. Chứ nếu mà chúng ta đọc từng câu chúng ta nghĩ thì nghe rời rạc, một cố gắng đi quý vị, hơi sức của quý vị thấy nhiều khi ngâm kệ còn hay hơn chúng tôi nữa mà, thì cố gắng đọc lần hai câu đây ha. Dừng lại chữ khá ra, nghĩa là dừng càng lâu càng tốt. Nên dừng lại chữ khá ra câu số 2 ha. Rồi quý vị tiếp tục đọc một lần hai câu ha. Cái chuyện này quý vị làm được mà. Bây giờ Sư Su Khá làm trước đi cho bà con mất trước này. À, alo Sư Su Khá. À, đọc lần hai câu. À, 1 2 3. Alo. Dạ. À, cảm ơn cô Kim cho con biết tín hiệu. Dạ, con sư. Nam mô Bụt Tha ra, Nam mô Tham Ma ra, Nam mô Sang Kha ra. Con dạ nhỏ ha. Alo, alo. Alo. Dạ rõ chưa ạ? Dạ. Dạ con cảm ơn sư. Nam mô Bụt Tha ra, Nam mô Tham Ma ra, Nam mô Sang Kha ra. Kính nịnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng, kính nịnh lễ thượng đại trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ, quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 241. Asat cha yamala manta aduttha lamala gaza malang quan lasaku sat chẳng bát ma đồ sắc kha tổ ma lằng asat cha dâm là mần tà alut thà lâm là ga già ma lằng quần lát sắc cổ sắc chẳng bát ma đồ sắc kha tổ ma lằng.
Asat cha dhamma la manta alutha lama la gaza ma lang van lasat ko sat chang papa do giác ca tu ma lang. Asat cha dhamma la manta alutha lama la gaza ma lang van lasat ko sat chang papa do giác ca tu ma lang. Asat cha dhamma la manta alutha lama la ma lang quan la sa ku sa chang pa ma do giác kha tu ma lang. Không tụng làm nhớp kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biếng nhác làm như sắc, phóng dật với người canh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ con kính mời quý cô chú tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 241. Một người nghe, cô mình cô Mít Tà nghe. Còn ai nghe nữa không? Quỳnh Ninh Tâm có nghe tôi rõ không? À, giờ hai người nghe vậy đủ rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Asakcha yamala mangta anuttha namala khara malang vannasakho sakchang pamado rakkhato malang. Asakcha yamala mangta anuttha namala khara malang vannasakho sakchang pamado rakkhato malang. Asakcha yamala mangta anuttha tha nama la kara ma lang wan nasako sak chang pa ma do rak khato ma lang. Ak sak cha yama la mang ta anuk tha nama la kara ma lang wan nasako sak chang pa ma do rak khato ma lang. Không tụng làm nhốt kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng giặc quế người canh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sư sửa. Sau bữa nay không thấy sư cho, có sư, cô Xíu Khá Dung Nguyễn thôi. Dạ con có sai xin sư sửa. Con xin trả máy và nhường mời người kế tiếp. Alo, 123, 123. Xin chào cô tu nữ Tuệ Duyên vừa đến với Pháp Hội. Đi Ấn Độ về chắc là mệt nhưng mà cũng vô rung sinh hoạt tinh thần này rất đáng khen. Nhưng mà bây giờ chê cô Kim trước đã. Đọc khi nãy đã nói rồi, đọc cái câu số 2 thì nghỉ, ai ngờ câu số 3 cũng nghỉ luôn. Đọc đức vọng để làm gì nha. Hai câu liền lạc với nhau. Hai câu đầu thì đọc được, tới câu số 3 cô sách chân là đứt hơi làm cái gì hả? Vậy thì chữ khá ra ta nghĩ cho nó lâu một chút để lấy hơi lấy sức, để rồi câu 3 câu 4 nó liền lạc với nhau. Đọc tới câu số 3 cũng đứt hơi, phải đọc liền nhau chứ. Asacca yamala manta anuttha namala khara. Nghĩ cho nó khỏe đi, già rồi mà cũng cương ha. Đọc chi tới chữ câu số 3 ma lăng quanh lá sa cô sát chân rồi mới tới ba ma đồ rắc khát đồ ma lăng ha. Trường âm vẫn biết ma lăng âm nhưng mà đọc một câu hai, chia cái câu Phật ngôn này làm hai. Nghĩ câu số 3 để làm cái gì? Mà câu số 3 tại sao không chạy liền qua câu số 4? Ma lăng na sa cô sách chẳng ba ma đồ gắt khá tù ma lăng. Đọc liền lạc với nhau, đã nói rồi. Rồi bây giờ đọc lại cho nghe. A sách cha ya ma la man ta anu tha na ma la kha ra ma lăng quanh lá sa cô sách chẳng bấm ma đồ rắc
Tha tô má lăng. À đọc như vậy ý. Trời ơi, muốn chơi nổi với người ta không à. Thôi, lần sau đọc, để người khác đọc chứ. Cái dành nha, đọc hoài như vậy là cũng giống như cũng cho nghe là cái chỉnh sửa qua hồi nãy giờ Quý Minh Tâm đưa tay nè, rồi cái lên giật mày Quý Minh Tâm nè, Quý Minh Tâm tức lắm rồi á, rồi mời Quý Minh Tâm. Dạ kính trang sư, dạ không có sư ơi, ưu tiên phái nữ sư ơi. Dạ ở Mỹ Quốc này là phái nữ là số 1 à. Dạ con xin phép đọc câu pháp cú 241. Asaccha yama la manta anuttha nama la khara ma lang wan nasako sat chang ba ma do rakha to ma lang Asaccha yama la manta anuttha Tha na ma la kha ra ma lang wan nát sa ko sát chẳng ba ma đô rắc kha tô ma lang a sát cha ya ma la man ta a nút tha na ma la kha ra ma lăng quan nát sắc cô sắc chẳng ba ma đồ rắc khá tô ma lăng không tụng làm nhấp kinh không đứng dậy bẩn nhà biến nhát làm nhơ sắc phóng vật với người canh hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, yeah, xin mời quý vị giơ tay lên đọc câu pháp cú 241 ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ. Dạ. Dạ, con xin phép. Dạ, con có điện thoại, thôi con xin phép nhường cho người khác đọc trước. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ân Đức Tăng Vô Tam Đạo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào cô chú trong đạo tràng. Dạ, trong khi chờ cô Meta, thì con xin phép đọc ạ. Kể câu Pháp Cú 241 ạ. Dạ, con cảm ơn cô Kim cho con biết tín hiệu. Asaccha yama la manta. Con đọc lại. Asaccha yama la manta anuttang nama la gara ma lang quang nasako sắc chàng bằng ba ma đồ rắc khát tồ ma lang. Asaccha yama la manta anuttang nama la gara nó lằng hoàng nó sắc cô sắc chẳng ba mà đồ rắc khá tù má lằng á sắc chà giá là bằng tà anh rút thằng ná má là gá ra má lằng hoàng nó sắc cô sắc chẳng ba mà đồ rắc khá tù má lằng không tụng làm nhất kinh không đứng dậy bẩn nhà biến nhát làm nhơ sắc phóng dọc ế người canh. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong rồi ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô Tự Duyên tặng hoa cho con. Dạ, cô Kim tặng cho con quá nhiều trái cây. Dạ, con kính dâng mít đến cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô tham ma giá, nam mô sân kha giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, và con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Và con kính lễ với cô tu nữ tự duyên, và con kính lễ với cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Và con xin trả bài câu pháp cú số 241 ạ. Asicha yamala manta anutha namala khara malang vannasako sichang bama do rakkato malang. Asicha yamala manta anutha namala khara malang vannasako sichang bama do rakkato malang. Asicha yamala manta anutha namala rakkara malang vannasako sichang bama do rakkato malang. Và con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Không tụng làm nhớ kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng dật uế người canh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con có đọc sai, xin Ngài sửa lại giùm con. Dạ, bây giờ con xin dâng mic lại cho đạo tràng, mời quý vị lên trả bài tiếp ạ. Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn, cảm ơn cô Tự Duyên, cảm ơn Sis Kim. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Alo, câu Phật ngôn này đâu có khó nhưng mà sao mà quý vị ngại ha. Ở đây xin Dung Nguyễn xin niệm từ, đọc rất là trôi chảy nhưng mà đọc nhanh quá. Xin Dung Nguyễn Anuttha Namala, ở chỗ chữ tha này vậy nó bị bắt cái gì á. Đọc cái chữ Anuttha Namala không được tự tin. Rồi xiết niệm từ. Câu số 3, cô sắc chằng. Thì chỉ chữ sắc này đọc nó nhanh quá, giống như cô sắc chằng ha. Này xiết niệm từ chú ý lại ha, ba trường âm thì nó phải dài bằng nhau. Cô sắc chằng ha, chứ không phải là cô sắc chằng. Đó, xích niệm từ đọc ở chỗ này hơi nhanh. Rồi, bây giờ quý vị thấy câu này dễ đọc đâu có khó đâu. Còn nhiều vị chưa đọc mà. Rồi, alo. Sao em tu thế này ha? Hồi nãy Sika Mita có công việc nè. Rồi bây giờ cô tu nữ tự duyên vô ngồi làm trọng tài ha. Sung sướng thiệt nha. Đi chơi về rồi bây giờ vô làm để chứng minh thôi chứ không có chịu đưa tay đọc. Mà đi Ấn Độ về phước nhiều quá rồi cũng không san sẻ cho người khác nữa hả. Rồi mời Sik Meta. Alo, điện thoại xong chưa? Rồi cô tụi nữ tự nhiên mà khỏi có mời. Bỏ mic là chụp liền à, thấy những con người chụp giật viết không quen rồi. Cho nên khỏi cái nói phải mời dễ đó, thả mic là chụp mà.
Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý phật tử. Con thấy không ai lên hết, sao mà im ghê hả? Thôi để con đọc lại đi, trong khi chờ đợi sư trở lại. Chắc sư đi uống nước rồi đó. Dạ, quý vị có nghe tôi rõ không ha? Trời, Dung Nguyễn nghe ha, nghe rõ ha. Vậy đọc đi, đọc lại đi. Trời, ông khó quá, trường âm ngưng đợi chút xíu, hơi lâu chút, ông cũng gầy nữa. Sa thú, sa thú. Vậy để đọc lại cho tốt hơn. Dạ, dạ cảm ơn bà. Còn hi hi nữa. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu rõ. Dạ thôi bắt đầu đọc đi. Chắc sư đi uống nước gần chút nữa sư về. Hơi đọc cái dài dài vậy. Dạ con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 241 lại à. Asakcha yamala mangta anuttha namala khara malang vannasakho sakchang pamado rakkhato malang asakcha yamala mangta anuttha namala khara malang vannasakho sakchang pamado rakkhato malang asakcha yamala mangta anuttha namala khara malang vannasakho sakchang pamado rakkhato malang. Đọc hơi không được, hết hơi, già quá rồi. Đúng như sư huynh tâm nói đúng rồi, già già xí lắc léo chứ không còn mong chi sống nữa. Thôi dịch đi cho rồi. Ô sư trở lại rồi đó hả? Yeah, con cảm ơn sư, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu là con trả máy là không tụng làm nhóp kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng dật quế người canh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con nghe cái chỗ câu cái đoạn thứ hai không đứng dậy làm bẩn nhà, con nhớ hồi cách đây mấy bữa nhà nước và chủ nghĩa xã hội cộng sản đỉnh cao trí tuệ loài người ở bên Hà Nội nói Tết này quý vị đừng có dân chúng đừng nên dọn dẹp nhà cửa, vì dọn dẹp nhà cửa sẽ làm dơ và mịn bụi ở gì đó ở không khí ô nhiễm. Trời ơi, trời ơi, con sợ đỉnh cao trí tuệ loài người luôn. Thôi con trả lại. Rồi không phải nói nhọn nữa. Ok. Bây giờ cái là nghe đọc thế mà lấy hết mà nghe đọc vô đọc tiếng Việt rồi cái gì tùm lum tà la vậy hả? Cái này phải nói xấu lãnh đạo mà nói chuyện nào Asacchaya yamala manta anuttha namala khara malang vannasakho sacchang pamado rakkhato malang. Đó là dòng tên đọc liền một hai. Cách đọc mà dễ hơn là chia làm hai. Asacchaya yamala manta anuttha namala khara malang vannasakho sacchang pamado. Giọng tệ quý vị thấy hai cách đọc ha. Rồi bây giờ giọng tệ chỉ có một thôi, một câu tám từ thì chúng ta chia ra làm hai. Bốn bốn. Asacchaya ma la manta anuthana ma la khara malang wanak sako sanjang bamado rak kato malang asyang malamanta nganuthana malang kara
ma lăng quan nát sa cô sanh chăng bà ma đô rắc khả tô ma lăng a sa cha ya ma la man ta na nu tha na ma lăng khả ra ma lăng quan nát sa cô sanh chăng bà ma đô rắc khả tô ma lăng. Không tụng làm nhớ kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng vật quế người canh. Rồi bây giờ xin mời quý vị, chúng ta có thể đọc giọng, chúng ta có thể qua giọng kệ, kệ thì sao cũng được. Nhưng mà kinh đọc cho đúng trường âm, đoạn âm. Rồi, quý vị nghĩ sao, khó quá phải không? Muốn đọc dòng tin thì đọc, muốn đọc dòng kệ thì đọc. Quý vị thấy sao? Khó quá khó quá thời. Trong này cũng có nhiều vị đọc dòng kệ cũng hay lắm ra. Sao hôm nay thấy em bộ khó quá hay sao? Xích Xu Khá bỏ chạy rồi, Xích Trung Nguyễn đưa tay xung phong liền. Xích Mê Ta, trời ơi, Xích Kim nữa. Quá wow. Bây giờ Xích Dung Nguyễn, Xích Mê Ta nhường cho Xích Kim kệ trước cho bà con chạy bớt đi, để cho ít ít người đọc nó có khí thế hơn ha. Rồi, ủa, bỏ chạy hả? Rồi, thôi mời Xích Mê Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Dạ, hồi nãy con đáng lẽ con lên đọc, nhưng mà con có phone thành ra con phải nghe cho nên con không có đọc được. Vậy bây giờ dạ con xin trả bài câu pháp cú 241 ạ. Asat cha ya ma la man ta anuttha na ma la khara ma lang wan nat sa ko sat chang ba ma do rak kha to ma lang. Asat cha ya ma la man ta anuttha na ma la khara ma lăng quanh nát sa cô sách chăng ba mà đồ rắc khá tô ma lăng. Không tụng làm nhớp kinh, không đứng dậy làm, không đứng dậy bẩn nhà biến nhát làm nhơ sắc phóng vật quế người canh. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ con cũng xin kệ luôn đi. Asat cha ya ma la. Dạ con quên rồi, con đọc, con là con kể lại. Asat cha ya ma la man ta anuttana ma la khara ma lang vanna sa cô sách chăng bà ma đô rắc tô ma lăng. A sách cha ya ma la man ta a vật tha na ma la kha ra ma lăng quan nát sa cô sách chăng bà ma đô rắc ca tô ma lăng. Dạ con không thấy bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Thôi con đọc là không tụng làm nhớp kinh, không đứng dậy bẩn nhà biến nhát làm nhơ sắc phóng vật quế người canh. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin trả máy lại cho đạo tràng và xin mời người kế tiếp.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Tri Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con kính lễ cô Tuệ Duyên và con kính lễ quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sita, cảm ơn Sít Kim, cảm ơn Dung Nguyễn, cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ, con xin kệ câu pháp cú số 241. Ase jaya mala manta anuttana malakara malang vannan sako seichang bamado rang kato malang Ase jaya mala manta anuttana Thana malakara malang vannan sako seyang bamoda bamado rang kato malang. Không tụng làm nhớ kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm như sắt, phóng vật uế người canh. Chưa ai giơ tay, con xin đọc lại bản kinh số 241 một lần nữa. Asecha yamala manta anutha namala kara malang vannasako sechang bamado rakkato malang. Asecha yamala manta anutha namala kara malang vannasako sechang bamado rakkato malang. Dạ, con đã kệ và đọc xong. Dạ, con xin bích lại cho đạo tràng. Xin mời Sư Xuân Nguyễn lên kệ ạ. Dạ, Nam mô Buddhaya. Alo, 123, 123, xin niệm từ ơi, sao đọc chữ cô sắc chăng mà đọc nghe kỳ quá vậy? Hả? Cô sắc chăng, câu số 3, ma lăng quanh lá sắc cô sắc chăng, hả? Cái này đọc hơi lái lái hả? À, đọc đúng chữ đi, đọc lái lái làm gì? Cô sắc chăng, ha, ba trường âm ha, trường âm thông thường, trường âm nhắn, trường âm đọc theo dạng nguyên âm rõ ràng ha. Hey, alo, còn vị nào nữa? Chắc hết rồi ha. Thôi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự rồi chúng ta thảo luận câu Phật ngôn này ha. Nhưng mà trước khi đi vào duyên sự xin phép ha, được đọc lại. Asaccha yamala manta anuttha namala khara malang vannasak ko satang bamado rakkho malang. Asaccha yamala manta anuttha namala khara malang vannasak ko satang bamado rakkho malang. Asacchaya mala manta anuthana malankara malangwana sapo sanjang bamado rakkato malang. Asacchaya mala manta anuthana malankara malang quan nát sa cô san chân bà ma đô ra không cả tu mà lặng không tụng làm nhất tinh không đứng dậy bấn nhà biến nhát làm nhơ sắc phóng vật với người canh. Câu Phật ngôn 241 được Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến đại đức Lô Lút Đa Di ha, quý vị nhớ cái tên.
à, đánh dùng cái chữ lô lú đà dí à, trong đầu đà à, chắc là Bali ai cũng giỏi hết. Bây giờ quý vị đánh cái chữ à, cái chữ này à, để coi quý vị còn biết được trường âm, đoạn âm và phân biệt khi người ta đọc cái tên đó. Lô lú đà dí. Alo, thử tài của bản thân coi lô lú đà dí viết như thế nào. À, cái này không thể nhờ xí xú cá à, bởi vì xí xú cá mà viết cái chữ này đọc theo giọng Bắc là thấy chất quốc. À, lô lú đà dí à, lô lú đà dí à, như vậy xí à, Dung Nguyễn nghe sai rồi ha. Là lú đà dí, trời đất ơi, người ta nói lô lú đà dí. À, sư Dung Nguyễn lô lú là đúng rồi. Mà cá đi ha. À, rồi sư mấy sư Kim là la lú ha. Thôi để la lú cho nó cho ổn luôn đi. Trời ơi, người ta nói lô lú mà đọc là la lú. Rồi sư mấy ta lô lú cai ha. Ca dí là cá người. Mà cái tên đọc là ha, lô lú đà dí. Lô lú đà dí, không đánh dấu huyền. Nhưng mà viết xích mê đa viết cũng sai. Lô lú là được rồi. Chữ đà dí chứ không phải là chữ cá dí ha. Xích mê đa viết chữ cá dí. À, lô lú đà dí rồi, cô tụ nữ tự duyên, trời ơi, đi qua Ấn Độ biết hết trơn rồi, về đánh là trúng liền. Nhưng mà chỉ là cái dấu chấm. Lô lú tức là chị Dung Nguyễn đúng rồi, nhưng mà chỉ là cái dấu chấm dưới. À, để người ta thắc mắc và hỏi, câu Phật ngôn 241, à, cái câu chuyện này, nói cho cái vị tỳ khưu tên gì đó không cần không nhớ ha, nhưng mà nhớ chắc chắn rằng cái vị này có cái nút rồi à, có cái nút rồi vậy là, à, lô lú đà dí đúng rồi, nhưng mà chữ L có dấu chấm. Lô lú đà dí ha, nhưng mà tại sao cô Phật ngôn này lại Đức Phật lại ám chỉ cho vị này? Bởi vì trong cái thành Sa Quốc Thi, tức là thành Sa Vệ, có đến 500 triệu, à 50 triệu vị Thánh Thinh Văn. Mà Thánh Thinh Văn ở đây thì quý vị biết, à, tức là nhờ nghe mà chứng đắc thánh quả, là những vị Thánh hữu học. Cho nên những vị Thánh Thinh Văn này đa số là cư sĩ, à, đa số là thiện nam tín nữ. Cho nên khoảng 50 triệu Thánh Tinh Văn mà trước buổi ngọ thì cúng dường trai tăng, mà khi sau ngọ thì mang lễ vật như là bơ trong, dầu ăn, mật ong, mật mía vân vân, đi đến chùa để cúng dường và nghe pháp. Khi mà nghe pháp xong thì trên đường về các vị đó ca tụng ân đức của hai ngài, à, Thường Thủ Tinh Văn, đó là ngài Sariputta và ngài Moggallana, à, tức là hai vị Thường Trú Tinh Văn này, à, đã làm cho những cái vị Thánh Tinh Văn cư sĩ là ca tụng, à, nên là tán thán. Thì bây giờ đại đức U Đà Dí, cái vị này nghe thính giả đàm luận với nhau mới xen vào mà nói rằng, ô, các ông chỉ nghe pháp của hai vị đó mà tán thán như vậy, nếu mà được nghe pháp từ nơi ta nè thì còn tán thán đến chừng nào. À, thì mọi người nghe lời của đại đức U Đà Dí nói như vậy mới nghĩ rằng, ồ, cái ngài này chắc chắn là một vị pháp sư, à, chắc là, à, lão thông về kinh luật cũng rồi, thôi thì chúng ta cũng nên nghe từ cái vị này, à, tức là họ nghe để mà được chứng đắc. Nên khi nghe vị nào mà
có một pháp cao siêu là coi như họ hoan hỷ lắm, và họ mới có ý định là yêu cầu với ngài U Đại Giết. Bình ngày hôm nay sau khi mà cúng dường thực phẩm xong, chay tăng xong, buổi chiều chúng tôi sẽ đến chùa và nghe pháp, xin ngài hoan hỷ pháp cho chúng tôi nghe. Để Đức U Đà Di im lặng nhận lời. Và đến giờ thuyết pháp thì các vị cư sĩ này cúng thỉnh bạch ngài, xin ngài hoan hỷ thuyết pháp cho chúng tôi nghe. Thì Đại Đức Lô Lúc Đà Di này lên pháp thoại ngồi, lên trên pháp thoại ngồi, phê phẩy cái quạt lông, nhưng mà không nhớ ra một cái câu pháp nào hết, mới nói rằng: ta sẽ tụng chú, các vị hãy nghe ha. Rồi ta sẽ tụng chú, nếu mà các vị không thích thì ta sẽ mời vị khác lên thứ ba. Tức là vị Lô Lút Đa Dí này thực tài mình không có, mà người ta thỉnh thứ pháp á, thì nói mình tụng chú và sẽ nhường cái phần thứ pháp cho người khác. Rồi khi nói như vậy thì trèo xuống như pháp tọa, không có ngồi trên pháp tọa nữa. Rồi khi mà vị khác, vị pháp sư khác á, lên thứ pháp xong, thì thiền tín mới thỉnh Đại Đức Lô Lú Đa Dí này lên pháp tọa tung chú thuộc. Nhưng mà một lần nữa Đại Đức Lô Lú Đa Dí này bí mới từ chối: ta sẽ tụng vào ban đêm, bây giờ thì vị khác hãy tụng trước đi. Rồi từ trên pháp tọa bước xuống. Rồi alo, cái gì đây, có một cái màn hình đã nổi lên, không biết còn cho nói chuyện được mấy tiếng nữa, không biết nữa. Rồi khi mà thỉnh vị khác lên tụng chú thuật, rồi cái mới tới thỉnh Đại Đức Lô Lú Đa Dí, thì cái vị này mới nói: ta sẽ tụng vào ban đêm, bây giờ thì vị khác hãy tụng trước đi. Rồi thì bước xuống pháp tọa. Và khi cái vị tụng kinh ban ngày mà dứt rồi, thì đến thời kinh ban đêm, thính giả lại thỉnh Đại Đức Lô Lú Đa Dí. Đã ra cái vị này cũng chẳng nhớ được cái câu pháp cú, họ chẳng nhớ được câu kinh tiếng kệ nào hết, mới thối thác rằng: ta sẽ tụng vào lúc hừng sáng, bây giờ thì vị khác phải tụng trước đi. Nói như vậy rồi bước xuống pháp tọa. Rồi khi trời hừng sáng, thính chúng là thính Đại Đức Lô Lú Đà Dí. Lúc bây giờ thì ông ta cũng chẳng nhớ được một cái gì hết trơn. Thì bị lần này qua lần kia, cho nên đã chúng phẫn nộ, cầm gậy đá hâm dọa: ô, cái ông sư này dốt quá. Khi mà chúng tôi tán dương hai ngài Sariputta và ngài Moggallana thì ông nói thế này thế nọ, thấy hay giỏi, bây giờ sao không giỏi thuyết pháp đi. Và thấy dân chúng hùng hổ bị lừa nhiều lần, cầm cây cầm đá này, thì ông ta sợ quá bỏ chạy. Khi bỏ chạy như vậy thì đại chúng cũng được theo, để con ông ta chạy đâu. Trong lúc hoảng sợ thì hụt chân té xuống cái hầm phẳng. Rồi dân chúng ở bàn luận: khi nghe chúng ta tán ăn đức của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên, thì cái vị này ganh tị, khoác loát, khoe khoang cái tài thuyết pháp của mình. Đó là vấn đề. Dân chúng họ mới bàn tán với nhau thế này: khi mà chúng ta tán thán ơn đức của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Tiền Liên, thì cái vị này là gánh tị, quát loát,
khoe khoang cái tài thuyết pháp của mình. Nhưng đến khi mà chúng ta thỉnh cầu thì nói rằng chúng tôi muốn nghe pháp, rồi ông ta treo lên pháp tọa lần thứ nhất, lần gì, lần thứ ba, lần thứ tư, nhưng mà cũng không tìm được một cái chi pháp nào để mà thuyết. Giờ đây rơi xuống hầm phẩm như thế này, khi mà nghe ồn ào vậy thì Đức Phật người đến hỏi: này các tỳ kheo, đang bàn luận cái gì vậy? Mà Đức Thế Tôn có chuyện như vậy đó. Đại Đức Lù Lù Đà Di đã rơi xuống hầm phẩm. Và nghe xong thì Đức Phật nói: này chư tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng bị luống chìm ở trong phẩm như vậy đó. Và Đức Phật đã nói lên cái bổn sanh cho biết rằng một con heo rừng muốn chiến đấu với con sư tử, và thấy sư tử là chúa của sơn lâm được mọi loài coi như thần phục, thì heo rừng này ganh tị muốn đấu với con sư tử đó để giành cái chức chúa sơn lâm và được kính phục như sư tử. Nhà thì khi mà về bàn kế hoạch với cái bầy heo rừng của mình sẽ chiến đấu với con sư tử và giành phần thắng, thì những con heo rừng nói: ngu quá rồi, chúng ta là mồi, là thực phẩm của sư tử, chúng ta đâu có đủ khả năng để mà chiến đấu với nó. Ngươi đã tuyên chiến với nó rồi thì ngươi phải tự đánh cái hậu quả này. Nhưng mà rồi những con heo rừng khác mới nói rằng: nếu mà chúng ta làm như vậy thì nhục chí đi, làm cho cái dòng họ của chúng ta bị khi dễ. Cho nên cũng có những vị quân sư bàn cho con heo rừng này tìm cách để chiến thắng con sư tử, và biết được cái yếu điểm của con sư tử là sư tử thích sạch sẽ chứ không thích dơ giấy hôi hám. Và tới ngày chiến đấu thì con heo rừng này nó đã chuẩn bị cái hành trang, tương lương, vũ khí của nó bằng cách là cách gần cả tuần nay đóng mình ở trong cái nước tiểu, mồ hôi, phẩm, những cái đồ dơ dãi mà nó coi như đại tiểu tiện ra, thì nó nằm, nó tẩm vào trong cái lớp da của mình, một lớp da rất là dài. Rồi đến ngày hẹn với sư tử, con heo rừng này hiên ngang bước ra, bánh dạng bước ra. Nhưng mà khi mà nghe cái mùi hôi thối của con heo rừng, con sư tử bắt đầu né. Bởi heo rừng đã chủ ý chứ, đứng trên vỏ khiêu khích. Sư tử chịu không nổi, mới nói là: thôi, mày thua quá, tao thua mày rồi. Thì đó là cái duyên sự bổn sanh trong quá khứ. Một con heo rừng đó chính là Lô Lũ Đà Di, một con sư tử đó chính là Ngài Sariputta. Này các tỳ kheo, Lô Lũ Đà Di học rất là ít pháp mà không bao giờ lỡ ôn tập pháp. Dù có học ít mà một khi đã học được, nếu không ôn tập thì sẽ trở thành nhớp nhúa, trở thành phiền não. Và Đức Phật đem câu Phật ngôn 241 này ra thuyết giảng để cho khi tỳ kheo thấy rằng không tụng thì làm cho nhớp tinh, không siêng thì làm bẩn nhà, mà biến nhát thì làm nhơ cái thân của chính mình. Rồi khi mà chúng ta phóng dật thì làm tâm của chúng ta quế trượt phiền não. Câu Phật ngôn 241 được Đức Phật trình bày nói lên cái duyên sự là Đại Đức Lô Lũ Đà Di vì ganh tị mà đã xảy ra những cái trường hợp rất là đáng tiếc. Thì như vậy khi mà Đức Phật thuyết câu Phật ngôn 241
Acacha yamana manta anuthana mala khara malang vanna sakku satyam bamado rakkhato malang. Không tụng làm nhất vinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng dật với người canh. Khi câu Phật ngôn này được chấm dứt thì rất nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Nhưng sự này cho chúng ta thấy rằng nếu dốt thì cam chịu dốt đi, quen ngoan việc chúng có hay gì. Bốn lần thỉnh pháp chưa thành thuyết, một trận ăn đồ đã chạy thi. Vì thích cầu cao xa hố phẳng, bởi ưa tật đổ mất màu ý. Gần thầy sao chẳng chuyên cần học, lại móng hư danh nghĩ cũng kỳ. Rồi, Duyên sự câu Phật ngôn 241 để lại cho quý vị 14 phút thảo luận. Rồi, xin mời quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn này. Có ý kiến đi. Alo. Ai đưa tay trước thì cứ nói trước. À, nếu mà vô không kịp á, huynh minh tâm đóng rung dùm ha. Rồi để lại cho quý vị thời gian để quý vị thảo luận câu Phật ngôn này. Rồi, xin mời quý vị ở đây không có độc tài, để dành cho quý vị thời gian để quý vị có thể thắc mắc cái gì hoặc là có ý kiến thế nào. Chứ không phải là chúng ta học là chỉ cắm đầu cắm cổ học mà không có ý kiến. Rồi ý kiến quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Cống cao ngã mạng huynh hoang tự đắc, ta đây ta giỏi rớt xuống hầm phẫn rồi xong ngày thú quắc cả cuộc đời. Rồi cái câu gì đây? Không dậu nhà trong việc tế sẽ làm sạch môi trường, do đính trí tệ ở Hà Nội đăng báo. Rồi bây giờ sĩ Kim nên đọc lại cho nó rõ ràng, chứ chát chát lên dễ hiểu lầm lắm. Rồi đưa bàn tay lên sĩ Kim. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ, vợ quý Phật tử. Tại trong đây có cái câu không tụng làm nhốt kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng dật quế người canh. Thì con nhớ cái tin mà làm dứt răng mấy bên nay, con nghe mấy người ta nói là Hà Nội, chính quyền nhà nước ở Hà Nội, tại vì môi trường á, air visual ở ngoài đó là 100 mấy 200 luôn, là dơ nhất trong thế giới, bị ô nhiễm nhất thế giới, nên nhà nước Hà Nội khuyến cáo mấy bà mấy ông đừng nên kêu mấy ông chồng dọn dẹp, để dọn dẹp nhà cửa sẽ làm cho dơ bẩn môi trường. Con không hiểu sao nữa, con sợ luôn. Thì thấy câu này thì giống giống vậy, nhưng mà thật ra trong câu này á, cái nguyên nhân mà cái ông sư sư nói trong cái câu này lô lú dí, thì nhưng mà trong cái sách của con á, của sư á, Kumara, cái phó viện trưởng ở thiền viện gì đó con quên rồi. Thì do con cuốn sách thì con thấy là chữ là lú già dí đó sư, chứ không phải lô đâu già đó. Nhưng mà thôi, miễn sao cũng được, viết sao cũng được. Con đọc về được rồi, con hiểu cái nội dung trong đây là tốt rồi. Thì cái nguyên nhân cái ông này á, mà có cái bài kệ này là nhiều trong tiền kiếp trước là ổng đã từng làm rồi, do cái sự ngã mạn, không tự hiểu cái bản thân mình có đủ những bản lãnh gì mà đã ô, quý vị có nghe tôi rõ không vậy? Tự giờ ổng thấy ai cái gì đó, cái tín hiệu nghe rõ không? Có nghe rõ hả? Dạ cảm ơn. Là cái dựng ngã mạn mà tự không biết lo cái thân mình, tiên chiến làm những chuyện mà không có đủ, không có xứng đáng với khả năng của mình, mà cứ tưởng là mình là có đủ khả năng đó. Ông này trong cái thời hiện tại mà của ông đang đây lúc đó là thời này, đối với tụi con là quá khứ rồi,
Nhưng mà trong cái thời, trong câu chuyện này đó, là hiện tại ổng dám ngã mạn chê hai vị đại thủ thinh văn của Đức Phật là ngài Sariputta, Magalovana, ổng quá trời ổng đất rồi. Bởi vậy cái quả báo của ổng là vô trong cái hầm phẳng, cái hầm phẳng thú quắc luôn. À, trong quá khứ thì ông ta cũng dám ngã mạn mà thách đố muốn làm vua rừng với con sư tử. Sư tử nó quào một cái là ngậm ổng là miếng thịt ngon rồi. Nhưng mà nhờ có quân sư Quạt Mo kêu ổng với là lăn người vô trong mấy cái đồ cái cức của mình á, phần của mình cho nó thúi đi để cho địch thủ thì gốm quá không thèm vô cho thua. Thì trong quá khứ ổng đã làm giống vậy. Thì trong câu kinh này Đức Phật muốn dạy cho chúng ta đừng nên quá ngã mạn kiêu căng và đừng quá tưởng tượng phổi phồng lên cái bản lãnh, cái sự hiểu biết của mình mà hại tinh thần. Ông này thì trong quá khứ cũng vậy mà trong thời của ổng bây giờ ổng cũng giống vậy, nó là ổng cứ tưởng là ổng ngon ổng này kia nhưng mà đụng chuyện thì ổng không có làm được gì hết. Thì ý trong cái câu này Đức Phật muốn dạy cho chúng ta giống vậy. Mà thật ra ở cái trong xã hội này thì trong quá khứ, trong tương lai, không vị lai thì đều có thể xảy ra được hết. Đó là do cái lòng tham và cái sự si mê, sân hận, ganh tị của chúng sanh này đối với chúng sanh khác nên nó làm ra những câu chuyện rất là rất là đáng tiếc cho chính bản thân của họ và cho những người mà chung quanh của họ nữa. Như một người ngu si dốt nát, trình độ không biết, kinh tế kỹ thuật gì không biết hết, chỉ ỷ quyền lợi lên nắm cái chính quyền là ban bố làm cái này làm cái kia mà không nghĩ tới quyền lợi của dân chúng. Đó là nói về cái một đất nước mà đi xuống nhỏ xuống đó là trong một xã hội hay nhỏ xuống đó một trong gia đình. Một người trong gia đình mà không hiểu cái bổn phận của mình, không biết cái khả năng của mình làm thế nào để nuôi sống chính bản thân mình cũng như nuôi sống giúp đỡ những người thân mà cứ tưởng tượng làm ra những chuyện không đúng năng của mình, không đúng với sự hiểu biết của mình thì gây ra rất những hậu quả rất là tệ hại. Như làm ăn buôn bán là mà không có hiểu biết được rõ thì ngoài cái sự mà may rủi là có thể là không có bị những trở ngại rắc rối khác mà họ không lường trước, họ không tính trước thì không kể những khả năng của mình mà mình làm không nổi mà cứ cố công làm rồi cuối cùng sẽ đi đến sự thảy. Cái chuyện này xảy ra trong xã hội quá khứ hết, từ hiện tại bây giờ cũng rất nhiều, trong này cũng có hết. Thì trong vấn đề này Đức Phật dạy lên nè, đối với người mà không tụng làm nhất kinh, tức là đối với người các vị tu tu sĩ, tức là mấy ông sư, mấy bà giải, mấy đi cô tu nữ gì đó, mình đã là một người tu hành rồi, mình nên chuyên học tập và thực hành những giáo pháp của Đức Phật đã dạy để lại, thì chúng ta phải học cái đó rồi hành cái đó mà đem những cái điều cho đúng, hành cho đúng, học cho đúng, hành cho đúng mà dạy lại cho những người Phật tử thì mới là đúng cái bổn phận của mình. Không đứng dậy bẩn nhà thì đối với người trong một gia đình đó, thì nhà cửa mình phải lên dọn dẹp cho nó sạch sẽ gọn ghẽ, đừng có để bừa bộn quá, những cái không cần, những cái dơ mà hư đó, thì không dùng nữa. Là phải dục bỏ đi. Còn nếu mà những đồ mà mình không thường dùng thì nên đi cho những người khác để cho những người khác mà họ cần cái đó họ dùng, chứ cái gì cũng chứa trong nhà hết. Sống 100 năm cái nhà thì có bao nhiêu đó thôi mà chắc đầy đồ trong nhà. Con thấy có vô một vài người quen, con thấy mấy tờ báo cũng chắc để dành nữa, vô trong nhà không có đường đi phải đi lách 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 lách. Còn mới hỏi bà sống vậy bà để làm chi, mấy tờ báo làm chi, nhóc vậy bà có đọc không, đọc qua một lần thôi bà đi recycle đi cho rồi, cho nhà nó trống cổng thôi, mọt mắt trong đó. Nhưng mà cái người này cho cái nghiệp làm sao vẫn y chang vậy, con không dám lợi nhà, vô nhà đi lại tới nhà đó có bà bạn quen quen với bà kia con trở lại rồi nói bà vô bà đi đi tôi đứng ở ngoài thôi, vô trong nhà nó ngột quá à. Sau này bà cũng mới chết cách đây hồi năm ngoái thôi,
Cái bệnh kỳ lạ lắm con không nói, đó là đó bổn phận đó thì Đức Phật dạy đủ hết. Cái người tu sĩ phải làm cái gì, cái là phải lên trau dồi học tập tụng kinh, tụng kinh của Đức Phật để lại, tụng nhớ hiểu và hành, rồi làm bổn phận của mình là dạy dạy lại những cái điều mà mình đã học trong kinh tụng cho những Phật tử tại gia hay những người tu sĩ mới vô, nếu mình đã tu hành lâu rồi. Cho đối với những Phật tử ở trong nhà thì bổn phận thì phải dọn dẹp nhà, nhà cửa cho sạch sẽ. Rồi cũng như cái biếng nhác không làm nhơ sắc, tức trong có nghĩa này mình phải tắm rửa lo thân thể mình cho sạch sẽ, đừng có làm dơ bẩn. Nếu mà không có lo lo thì đàn ông mất râu không cạo, răng không đánh, không cắt tém gọn, để dài như râu bắc hồ vậy, thấy gốm tháng không tắm đứng gần hồi muốn đứt lẫn gần, muốn nghe đứt cái lỗ mũi luôn. Đàn bà cũng vậy, nếu mà không làm sạch sẽ thì ghê, nhiều gốm giống giống khi mà men vậy, giống như người tiền sử vậy. Còn thấy có nhiều người ở dơ giống như vậy đó, mấy ông ăn mày ăn xin thì khỏi nói rồi, đứng gần như hồi cũng chết. Rồi cái câu thứ tư là phóng vật quế người canh. Phóng vật làm người canh người, cái bổn phận mình canh gác là coi có ăn trộm ăn cắp hay gì, có chuyện gì thì phải báo cho người khác biết. Mà phóng vật dễ vui để cho những chuyện cố xảy ra, như là có chuyện ăn cắp ăn trộm rồi nhà cửa bị người ta vô dọn dẹp dọn cắp hết, hay là trái trái nhà gì đâm đâm đó, thì mình làm người canh để làm cái gì mà để cho những chuyện nó xảy ra. Thì đối với tất cả mọi người, Đức Phật muốn nói là đối với những người Phật tử hay là những người tu sĩ, nói lại là con của Đức Phật, thì học hành đó thì phải là thu chế diệt, phải thu thúc cái ngục căn của mình, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đối với sáu cảnh trần. Nói sáu cảnh trần chứ thật là học diệu pháp tới 21 cảnh tầng đó, tùm lum lắm. Thì sắc tinh khí vị xúc pháp ở ngoài đó phải thu thúc lại, đừng có bị nóng hút theo mà quên mình đang làm cái gì. Rồi chế ngự cái tâm tham tâm si, những ý tà kiến của mình. Thì ông này ông đâu có chế ngự cái tâm tham ông đâu, tâm thân cũng không chế ngự, tham lam muốn nổi tiếng, sân si là ganh tị. Đối với hai ngài đại thủ tinh văn của Đức Phật thì do cái sự mê của ổng thôi, cái tà kiến là không có hiểu chánh pháp, mà tà pháp là gì, cứ làm chuyện bậy bạ, nên cuối cùng bị người ta khinh thường, khinh rét, rượt đuổi, sợ quá chạy lọt vô cái hầm phân thúi quắc luôn. Thì con chỉ nói được bấy nhiêu thôi, bây giờ còn có mấy phút thôi, con xin chia sẻ được bấy nhiêu. Nếu con có gì sai sót xin quý vị tha lỗi và xin chỉ dạy. Và cuối bài con cũng xin kính chúc các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử được một buổi chiều an vui, thân tâm thường an lạc. Và con xin trả mít lại ạ.